Thì vi khuẩn trực khuẩn râm anh và cầu khuẩn râm dương là hai cái nhóm vi khuẩn gây bệnh quan trọng nhất. Nó chiếm khoảng 80 đến 90% những cái trường hợp nhiễm trùng mà chúng ta sẽ gặp trên lâm sàng. Thì hôm nay cô sẽ nói về cái phần định danh cầu khuẩn ha. Cô sẽ giới thiệu các em những cái thử nghiệm sinh hóa để định danh cầu khuẩn râm dương cũng như râm âm, rồi cái phân loại các cái vi khuẩn này và cái quy trình định danh của nó như thế nào. Đầu tiên cô sẽ nói về các cái thử nghiệm định danh cầu khuẩn râm dương. Chúng ta có khá nhiều thử nghiệm hả các em. Cái thử nghiệm đầu tiên là thử nghiệm tiêu huyết. Tiêu huyết, hiện tượng tiêu huyết là do vi khuẩn nó sinh ra yếu tố hemolysin. Yếu tố này nó làm ly giải hồng cầu, tức là gây tán huyết. Cho nên là cái hiện tượng tiêu huyết mình sẽ quan sát trên cái môi trường có hồng cầu, tức là mình dùng cái môi trường thạch máu mình cấy vi khuẩn lên và mình quan sát hiện tượng tiêu huyết. Thì các cái loại vi khuẩn nó sẽ cho ra các cái kiểu tiêu huyết khác nhau. Để quan sát tiêu huyết thì mình chỉ việc là cấy vi khuẩn lên cái môi trường có hồng cầu như thế này. Rồi, bây giờ đây là cái hiện tượng tiêu huyết beta, gọi là tiêu huyết hoàn toàn. Thì ở đây là cái khuẩn lạc vi khuẩn các em nha. Cái khum của vi khuẩn và quanh cái khum này chúng ta thấy nó có một cái quầng sáng. Thì cái quầng sáng quanh cái khum vi khuẩn đó mình gọi là tiêu huyết, và đây là tiêu huyết beta. Tiêu huyết beta nó cho cái hình ảnh như thế, còn gọi là tiêu huyết hoàn toàn. Trên cái hộp thạch máu nha các em thấy cái chấm ở giữa là cái khuẩn lạc và quanh cái khuẩn lạc nó có cái quầng sáng, đó là hiện tượng tiêu huyết và đây là tiêu huyết beta. Bây giờ tiêu huyết alpha là tiêu huyết không hoàn toàn thì cái quầng sáng đó nó mờ hơn, cái quầng sáng đó nó mờ hơn cái hồi nãy. Và mình còn một cái nữa đó là tiêu huyết gamma hay còn gọi là không tiêu huyết, tức là các em thấy ở đây là quanh cái khuẩn lạc không có cái quầng sáng thì gọi là không tiêu huyết, nhưng cũng có thể gọi nó là tiêu huyết gamma. Tóm lại, hiện tượng tiêu huyết của vi khuẩn là do nó sinh ra men hemolysin và hiện tượng này được quan sát trên môi trường thạch máu khi mình cấy vi khuẩn. Nó có ba kiểu tiêu huyết là tiêu huyết beta, còn gọi là tiêu huyết hoàn toàn, tiêu huyết alpha là tiêu huyết không hoàn toàn và tiêu huyết gamma còn gọi là không tiêu huyết ha. Đó là cái thử nghiệm thứ nhất. Thì ở đây các em thấy nè, trên cái hình này để mình dễ so sánh nè, đây là cái tiêu huyết beta nè, cái ở giữa là tiêu huyết alpha, cái cuối cùng là tiêu huyết gamma hay là không tiêu huyết nha. Hay là trên cái hình này để mình thấy rõ hơn, người ta cấy ba loại vi khuẩn với ba kiểu tiêu huyết khác nhau trên cùng một hộp thạch máu, thì đây là tiêu huyết beta. Tiêu huyết alpha thì nó mờ hơn như thế này và đây là tiêu không tiêu huyết. Rồi, mình qua cái thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm Catala. Thử nghiệm Catala dựa trên nguyên tắc là cái men Catala, một số vi khuẩn gram dương nó sinh ra cái men Catala. Men này sẽ thủy phân H2O2 thành nước và oxy phân tử. Sự phóng thích oxy phân tử sẽ tạo nên hiện tượng sủi bọt. H2O2 mình còn gọi là dung dịch oxy già đó các em. Nha. Thì cái cách làm thử nghiệm này rất là đơn giản, mình có hai cách. Cách thứ nhất là mình làm trên lam, mình lấy một cái tấm lam sạch như thế này ha. Cái mình lấy cái khuẩn lạc vi khuẩn đó, mình lấy cái vòng mình phết một cái khuẩn lạc vi khuẩn mình để lên lam, rồi mình nhỏ cái dung dịch oxy già lên. Thì nếu mà có hiện tượng sủi bọt như cái hình bên phải này, nó sủi bọt lên giống như là mình rót bia mình, ha. Mình rót nước ngọt rồi đó, nó sủi bọt bùng lên như thế thì là Catala dương tính. Còn nếu nó không có sủi bọt thì Catala âm tính. Đây. Ở đây thì cái hình bên trái là hiện tượng sủi bọt, Catala dương tính. Còn bên phải là không có sủi bọt, Catala âm tính. Cách làm thứ hai là mình sẽ nhỏ oxy già trực tiếp lên trên cái hộp thạch. Thì nếu thấy có hiện tượng sủi bọt như thế này thì mình sẽ kết luận là Catala dương tính. Tuy nhiên là khi mà mình nhỏ oxy già trực tiếp trên cái môi trường thì mình chú ý là những cái môi trường này không phải là môi trường thạch máu, vì mình biết rồi trong hồng cầu nó cũng có Catala nha. Thì đó là thử nghiệm Catala rất là đơn giản. Rồi bây giờ khi mà nói tới cái thử nghiệm này đó
Thì cô mở rộng cô nói thêm ngoài lề một chút ha. Các em biết cái dung dịch oxy già chứ ha các em? Ở ngoài nhà thuốc người ta bán cái chai oxy già đó. Thì thế thì cái dung dịch đó mình để làm gì vậy các em? Cái chai oxy già bán ở ngoài nhà thuốc đó mình dùng để làm gì vậy các em? Đúng rồi, để rửa vết thương à, để sát khuẩn, để rửa vết thương. Và khi rửa vết thương bằng dung dịch oxy già thì mình thấy có hiện tượng gì các em? Đúng rồi, sủi bọt ha, sủi bọt rất là nhiều. Và cái vết thương mà nó càng dập nát á, thì mình rửa càng chảy máu càng dập nát thì mình rửa oxy già nó càng sủi bọt nhiều. Rồi, thế thì câu hỏi của cô nè, như vậy thì cái tác dụng sát khuẩn của oxy già là ở đâu? Cái cơ chế của nó là như thế nào? Các bạn nào biết không? Bây giờ trước tiên nè, tại sao lại mình rửa vết thương, giết vi khuẩn dạng sinh dưỡng, đẩy vi khuẩn lên? Rồi, rồi các em trả lời cũng gần đúng đấy ha. Bây giờ nghe cô giải thích nè. Thì các em biết rằng là cái catala nó còn có trong hồng cầu và trong mô, cho nên khi mà có chảy máu hay là có sự dập nát mô thì mà rửa oxy già là đương nhiên nó sẽ sủi bọt rất là nhiều. Nhưng mà ở đây đó thì các em biết là cái sự phóng thích oxy phân tử này đó thì nó sẽ có tác dụng giết chết những cái vi khuẩn kỵ khí nha. Hồi nãy có bạn nào trả lời đấy. Ngoài ra thì hiện tượng sủi bọt này nó là một cái hiện tượng cơ học, nó sẽ giúp đẩy những cái mô bị dập nát, những cái dị vật ở từ dưới ngóc ngách vết thương lên trên bề mặt để mình có thể làm sạch cái vết thương. Có bạn Trúc Anh trả lời đúng cái chỗ này đó. Như thế thế thì tại sao lại mình lại cần có những cái này? Thì sau này khi các em học tới triệu chứng học ngoại khoa đó, thì đứng trước một cái vết thương ngoại khoa, cái nguyên tắc của xử lý vết thương ngoại khoa mình có hai cái nguyên tắc quan trọng. Nguyên tắc hàng đầu là nếu vết thương đó chảy máu thì mình phải lập tức cầm máu, vì bệnh nhân sẽ chết vì mất máu, cho nên là vết thương đó nếu có chảy máu là cái việc đầu tiên là mình phải xử lý cầm máu. Rồi sau khi mình xử lý cầm máu xong rồi thì cái việc thứ hai mình cần làm là phải làm sạch vết thương. Là bởi vì nếu như cái vết thương đó mà nó còn dị vật, nó còn những cái mảnh mô dập nát thì những cái ngày tiếp theo vết thương đó chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Và nếu nhiễm trùng thì vết thương nó sẽ lâu lành hoặc không lành được, và nó còn gây ra những cái biến chứng nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân, ví dụ như là nhiễm trùng huyết. Thế thì cái cơ chế của cái oxy già nó sẽ giúp cho mình làm sạch vết thương tốt hơn. Tuy nhiên thì ở oxy già đó nó có một cái tác dụng bất lợi là nó sẽ làm chậm cái quá trình lên mô hạt của vết thương. Do đó thì thường là người ta chỉ sử dụng oxy già để xử lý cái vết thương trong cái giai đoạn đầu khi vết thương nó còn bẩn, nó còn rỉ dịch, nó còn chảy máu. Còn những cái ngày sau khi mà vết thương nó đã ổn rồi thì người ta không dùng oxy già nữa, người ta chuyển sang những cái dung dịch sát khuẩn khác, ví dụ như là dung dịch bovidin hay là cồn vân vân nha. Đó. Thế thì ở đây đó, sẵn nói về oxy già thì chúng ta xem coi là trong thực tế đó, thì mình còn một số những cái dung dịch sát khuẩn khác mình dùng ngoài da, ví dụ như là cồn 70 độ, bovidin, rồi xanh metilen, rồi nước muối sinh lý đấy. Thì một số những cái dung dịch sát khuẩn mà mình thường dùng như thế thì các em về các em xử thử, mình tìm sách vở mình đọc, mình thảo luận nhóm, mình cùng học nhóm với nhau để mình học, mình xem coi là cơ chế tác dụng của những cái dung dịch đó nó khác nhau như thế nào, trong trường hợp nào thì sử dụng cái nào. Ví dụ hôm nay là mình biết là oxy già là để rửa vết thương, thế thì tại sao người ta không rửa vết thương bằng xanh metilen đấy? Hay là tại sao là cái người bị thủy đậu hay là bị ẹc bét thì người ta lại xức bằng xanh metilen mà người ta không xức bằng đấy? Hay là bây giờ khi mình sát khuẩn da để tiêm thuốc thì tại sao mình dùng bovidin mà không dùng oxy già hay là không dùng xanh metilen? Có nghĩa là
các cái dung dịch sát khuẩn này nó có cái cơ chế khác nhau và mình sẽ dùng ở những cái trường hợp khác nhau, thì các em sẽ tìm hiểu thêm cái này ha. Rồi bây giờ cô qua cái thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm Coagula, thì một số vi khuẩn nó sinh ra cái men Coagula. Men này nó có tác dụng làm đông huyết tương. Thì đối với vi khuẩn ở cái bài nhiễm khuẩn và độc lực của vi sinh vật cô đã nói rồi, cái men này nó tạo nên hiện tượng đông huyết tương, nó giúp cho con vi khuẩn che lấp các yếu tố kháng nguyên và lẩn tránh hiện tượng thực bào. Cho nên Coagula nó là một cái đặc tính sinh vật hóa học để mình định danh vi khuẩn, nhưng đối với vi khuẩn nó là một cái yếu tố độc lực của vi khuẩn. Thì Coagula được vi khuẩn sinh ra dưới hai dạng là Coagula tự do và Coagula liên kết. Thì đây là một cái thử nghiệm quan trọng để mình dùng phân biệt cái con Staphylococcus aureus hay còn gọi là tụ cầu vàng với tất cả những cái con tụ cầu còn lại. Thì cái cách làm thử nghiệm thì mình có hai cách. Làm trên lam thì đầu tiên mình sẽ lấy cái vòng cấy, mình lấy một cái khuẩn lạc của vi khuẩn mình muốn làm thử nghiệm, mình để lên lam. Xong rồi mình nhỏ một giọt nước muối sinh lý lên. Rồi mình dùng cái dòng cấy đó mình trộn vi khuẩn với lại nước muối sinh lý cho nó thành một cái quyền dịch ở trên trên cái lam. Rồi mình nhỏ một giọt huyết tương kế bên. Rồi mình dùng cái vòng cấy đó mình trộn cái quyền dịch vi khuẩn với cái giọt huyết tương đó với nhau trên lam. Thì khi mình trộn như thế, nếu như cái huyết tương nó đông lại, huyết tương mà trộn với quyền dịch vi khuẩn nó đông lại như cái hình bên phải các em thấy như thế này nha, thì đó là Coagula dương tính. Còn nếu nó không đông thì đó là Coagula âm tính. Và khi mà thử nghiệm trên lam như thế này là mình tìm Coagula liên kết. Bây giờ cái cách làm thứ hai là mình sẽ lấy cái ống nghiệm vô trùng, mình cho vào đây 0,5 tới 1 ml huyết tương, rồi mình cấy vi khuẩn vào. Rồi mình đem ủ từ 4 tới 6 tiếng sau. Mình lấy ra mình đọc kết quả. Thì các em thấy là ở cái ống bên trái nè, mình thấy nó có cái cục huyết tương đông, thì đó là Coagula dương tính. Còn cái ống bên trái thì huyết tương nó không có đông, Coagula âm tính. Và cái thử nghiệm trong ống nghiệm này nó giúp mình phát hiện cái Coagula tự do. À, đây cái hình này. Cái hình bên trái là Coagula dương tính, còn hình bên phải là Coagula âm tính. Bây giờ cái thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm lên men đường mannitol. Thì tụ cầu Coagula, tụ cầu Streptococcus aureus đó, nó lên men đường mannitol và axit sinh ra nó sẽ làm đổi màu môi trường từ đỏ sang vàng. Thì chỗ này cô nhắc lại ha, để khi các em học bài đó mình nhớ như thế này, là vi khuẩn nó có khả năng sử dụng nhiều cái loại đường như là một cái chất dinh dưỡng, và cái cơ chế sử dụng đường là nó lên men đường. Và cái phản ứng lên men đường của vi khuẩn nó sẽ sinh ra axit. Và như vậy thì nó sẽ làm thay đổi pH của môi trường. Như vậy để khảo sát sự lên men bất kỳ một loại đường nào của vi khuẩn thì mình làm rất là đơn giản, tức là mình sẽ cấy vi khuẩn vào trong cái môi trường có cái đường đó, rồi mình cho vào chất chỉ thị màu. Thế thì khi mà vi khuẩn lên men đường nó sẽ làm thay đổi pH của môi trường và làm đổi màu của môi trường. Thế thì mình chỉ cần nhìn vào cái sự đổi màu của môi trường là mình biết vi khuẩn nó có lên men cái đường đó hay không. Đấy. Cái nguyên tắc này mình sử dụng rất nhiều ở cái bài định danh vi khuẩn đường ruột. Rồi. Bây giờ cái môi trường MSA để mình khảo sát lên men đường mannitol đó, thì cái môi trường MSA này đó nó chứa 7,5% muối, có đường mannitol và chất chỉ thị màu là đỏ phenol. Cho nên khi vi khuẩn lên men đường mannitol, môi trường nó sẽ chuyển từ đỏ sang vàng. À, người ta chỉ việc cấy vi khuẩn lên trên cái môi trường mannitol thôi ha. Và nếu môi trường chuyển sang màu vàng là có lên men đường mannitol. Còn nếu môi trường vẫn giữ màu đỏ thì là không lên men đường mannitol. Thì cái hình này các em có thể thấy rõ nè. Cái hộp thạch bên bên tay trái là chưa cấy vi khuẩn ha. Còn cái hộp thạch bên tay phải nó có màu vàng là vi khuẩn mọc được trên môi trường MSA, đồng thời lên men đường mannitol. Còn cái hộp thạch ở giữa thì vi khuẩn nó chỉ mọc được thôi nhưng nó không lên men được mannitol. Tương tự ở đây chúng ta thấy là trên cái hộp thạch này người ta chia làm đôi rồi người ta cấy hai loại vi khuẩn. Thì cái nửa hộp thạch bên trái cho chúng ta biết là vi khuẩn nó mọc nhưng không lên men đường mannitol. Còn nửa hộp thạch bên phải thì vi khuẩn mọc và lên men đường mannitol. Cái hình bên này thì chúng ta thấy là thay vì đổ trên cái hộp Petri thì người ta đổ môi trường trong cái ống nghiệm.
Và như vậy thì mình thấy là cái ống nghiệm màu vàng là mannitol dương tính, còn ống nghiệm màu đỏ là mannitol âm tính. Chúng ta qua cái thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm tắc xô A. Thử nghiệm tắc xô A còn gọi là thử nghiệm basicasin. Thì nguyên tắc của thử nghiệm này là cái con liên cầu tiêu huyết beta nhóm A còn gọi là streptococcus pyogenes. Thì cái con này nó luôn luôn nhạy cảm với basicasin. Do đó người ta dùng cái tính chất này để phân biệt cái con liên cầu tiêu huyết beta nhóm A với những con liên cầu còn lại. À, khi mà cô cái bài này cho các em đó thì các em lại chưa học cái bài cầu khuẩn. Bài cầu khuẩn là bài sóng khuẩn và bài vi khuẩn ký sinh nội bào. Thì thầy Hùng, thầy Trần Đỗ Hùng sẽ dạy cho các em, có lẽ là trong tuần tới ha. Thì cái cách làm như thế này các em rất là đơn giản, mình sẽ cấy vi khuẩn lên trên cái hộp thạch máu. Đơn giản là vì cái nhóm liên cầu đó nó chỉ mọc được trên môi trường thạch máu thôi. Thì sau khi mình cấy vi khuẩn lên rồi mình đặt cái đĩa bacitracin lên, thì các em thấy là ở đây, ở cái hộp bên tay trái là không có vòng vi khuẩn ha, còn cái hộp bên tay phải là có vòng vi khuẩn. Thì khi mà có vòng vi khuẩn thì mình kết luận là nhạy cảm, không cần đo vòng vi khuẩn. Cái nghiệm hai tương tự là thử nghiệm tắc-xô B, hay còn gọi là thử nghiệm nhạy cảm với octoxin. Thì ở đây mình cũng cấy vi khuẩn lên cái hộp thạch máu và mình đặt cái đĩa octoxin lên ha. Thì đối với cái đĩa octoxin khi đọc kết quả thì mình cần phải đo cái đường kính vòng vi khuẩn, và cái giới hạn đường kính là 14 mm. Từ 14 mm trở lên là nhạy cảm, mà dưới 14 mm là đề kháng. Và khi mà vi khuẩn nhạy cảm với octoxin, tức là thử nghiệm tắc-xô B dương tính, thì nó là pneumococci. Còn nếu mà nó đề kháng thì nó không phải là pneumococci. Như vậy là cái nguyên tắc của thử nghiệm tắc-xô A và tắc-xô B là nó giống nhau, cái ý nghĩa thì nó sẽ khác nhau, và cái đường cái đọc thì cái đường cái cách đọc nó cũng hơi khác nhau. Cái bacitracin thì mình không cần đo đường kính, còn cái octoxin thì mình cần đo đường kính của vòng vi khuẩn. Rồi, trên cái hình này thì các em thấy là ở nửa hộp thạch bên trái là không có vòng vi khuẩn, mình kết luận ngay là kháng với octoxin. Còn ở cái nửa hộp thạch bên phải thì có cái vòng vi khuẩn và mình cần phải đo cái đường kính xem là nó bao nhiêu để mình kết luận là nhạy cảm hay đề kháng nha. Rồi, đây cũng là một cái hình nói về cái thử nghiệm octoxin. Rồi, bây giờ mình qua một cái thử nghiệm cũng tương tự, đó là thử nghiệm đề kháng với novobiosin. Thì cái nguyên tắc của thử nghiệm này đó là người ta thấy là cái con Staphylococcus saprophyticus nó đề kháng với novobiosin, thế thì người ta làm thử nghiệm. Nếu mà canh nào đề kháng thì nó là cái con vi khuẩn này, còn nếu nó nhạy cảm thì nó không phải là con vi khuẩn này ha. Thì cái đường kính, cái ranh giới đề kháng với nhạy cảm ở đây là 16 mm. Người ta cấy khuẩn lên cái hộp thạch dinh dưỡng hoặc là Müller Hinton. Cái con vi khuẩn này nó không cần có máu, có máu hay không có máu gì nó cũng mọc được, cho nên ở đây các em thấy là người ta làm trên môi trường thạch dinh dưỡng hay là Müller Hinton thôi, không có máu nha. Và khi không có vòng vi khuẩn như thế này thì người ta kết luận ngay là đề kháng. Nhưng khi có vòng vi khuẩn thì người ta phải đo cái đường kính vòng vi khuẩn, và giới hạn của cái đường kính ở đây là 16 mm. Bây giờ mình qua cái thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm cân. Nguyên tắc của thử nghiệm này là cái con liên cầu nhóm B đó nó sẽ sinh ra cái yếu tố câm. Cái chữ câm này mình viết bằng bốn chữ in hoa vì nó là tên của bốn cái tác giả tìm ra cái tính chất này ha. Thì liên cầu nhóm B nó sẽ sinh ra yếu tố câm, và yếu tố này nó sẽ tác dụng hiệp đồng tiêu huyết với là cái con Staphylococcus aureus. Thế thì cái cách làm là như thế nào? Thì cái thử nghiệm này được làm trên cái môi trường máu cừu, phải là hồng cầu cừu mới được nha các em. Thì thí dụ như ở bộ môn của cô là cô phải mua cái hộp máu cừu này từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở trên cái hình này nó có ba đường kính ABC thì cô sẽ giải thích. Đầu tiên hết mình sẽ lấy cái con vi khuẩn Staphylococcus aureus. Đây là cái con vi khuẩn mình giữ chủng trong phòng thí nghiệm. Mình sẽ cấy một cái đường thẳng ở giữa hộp thạch, đó là cái đường cấy C.
cái con vi khuẩn này thì các em hồi nãy cái con vi khuẩn này đó thì nó sinh ra emolysin gây tiêu huyết, cho nên khi vi khuẩn mọc thì các em thấy đường ký C này nó có cái quầng sáng xung quanh, đó là hiện tượng tiêu huyết beta. Rồi bây giờ cái chủng vi khuẩn mà cô muốn làm thử nghiệm đó, cô sẽ cấy vuông góc với cái đường ký C và cách đường ký C 1 cm. À, thì ở đây giả sử cô có hai chủng vi khuẩn cần làm thử nghiệm, đó là chủng A và chủng B, cô cấy thành hai cái đường A và B. Thì khi mà vi khuẩn nó mọc thì các em thấy ở cái đường cấy A, vi khuẩn nó tạo thành cái vòng tiêu huyết quanh đường cấy, đồng thời ở cái vùng tiếp giáp với đường cấy C thì chúng ta có một cái vầng sáng hình tam giác với cái đỉnh nhọn hướng vào đường cấy C. Và như vậy nó tạo cho cái đường cấy A này có một cái hình giống như là cái mũi tên chỉ đường, chỉ vào cái đường cấy C. Thì khi có cái hình ảnh mũi tên như thế này thì mình gọi là dương tính, và khi nó dương tính thì chứng tỏ đây là con liên cầu nhóm B. Cái đường cấy A là liên cầu nhóm B có tác công dương tính, còn đường cấy B thì các em chỉ thấy là có hiện tượng tiêu huyết thôi chứ không có cái sự hiệp đồng tiêu huyết để tạo ra cái hình tam giác ở cái nơi tiếp giáp. Cho nên ở cái đường cấy B thì mình nói là tác công âm tính và nó không phải là liên cầu nhóm B. À, đó là thử nghiệm câm. Bây giờ thử nghiệm bias Coulin được dựa trên nguyên tắc là một số vi khuẩn nó sẽ có khả năng biến cái chất esculin thành được glyco và esculatin với điều kiện là có muối mật xúc tác. Sau đó cái esculatin được tạo thành nó sẽ tiếp tục kết hợp với ion sắt trong môi trường để tạo thành một cái hợp chất có màu đen. À. Thế thì cái cách làm thử nghiệm rất đơn giản là mình sẽ cấy vi khuẩn vào trong cái môi trường có chất esculin và có muối mật, cho nên môi trường đó người ta gọi là bioesculin. Rồi đem ủ 37 độ C, ngày hôm sau hoặc là sau 2 ngày mình đọc kết quả. Thì cái ống, nếu như khi mình đọc kết quả, cái ống nghiệm mà nó có cái màu đen, đen thủi đen thui như vậy ha, thì là dương tính, còn nếu nó vẫn giữ cái màu như ban đầu thì là âm tính. Ở đây là mình cấy trên cái hộp Petri thì các em thấy cái hộp Petri nó bị đen thui như thế này thì là bioesculin dương tính. Bây giờ thử nghiệm tan trong muối mật. Thì nguyên tắc của thử nghiệm này là vi khuẩn pneumococci, tức là vi khuẩn phế cầu, nó bị ly giải trong môi trường có sự hiện diện của muối mật. Cho nên khi vi khuẩn bị ly giải thì nó làm cho cái ống nghiệm trong suốt. Đấy. Thì mình làm cái thử nghiệm này rất đơn giản. Mình dùng hai cái ống nghiệm. Cái ống một là chứa muối mật, là cái ống thử muối mật ở độ là 10%. Còn cái ống thứ hai thì cái ống này mình chỉ cho nước muối sinh lý thôi, dùng làm ống chứng. Rồi mình cho vi khuẩn vào. À, sau đó thì mình đọc kết quả. Thì ở cái ống chứng á, là nước muối sinh lý rồi mình cho vi khuẩn vào, cho nên cái ống này nó phải đục. Còn cái ống thử thì tùy theo mình sẽ nhìn vào. Nếu cái ống thử mà trong thì chứng tỏ là vi khuẩn bị ly giải bởi muối mật và nó là phế cầu. Ống thử mà nó đục thì chứng tỏ là vi khuẩn không bị ly giải bởi muối mật và nó không phải là phế cầu. Thì đó là thử nghiệm tan trong muối mật. Chúng ta bỏ qua cái thử nghiệm latex này. Rồi. Bây giờ mình có một cái thử nghiệm rất thường gặp trên lâm sàng, đó là ASNO. Thì nguyên tắc của thử nghiệm này là gì? Là cái con liên cầu tiêu huyết beta nhóm A nó sinh ra một cái độc tố có tên là streptolysin. Cái học độc tố này có tác dụng gây ly giải hồng cầu. Đó. Streptolysin nó là một cái dạng của cái emolysin nữa nha. Thì ở con liên cầu nó có cái tên là streptolysin. Rồi. Khi mình nhiễm cái con liên cầu này thì cơ thể của mình sinh ra cái kháng thể ASNO, là viết tắt của chữ anti streptolysin. Đó. Thì cái kháng thể này nó sẽ trung hòa cái độc tố streptolysin, do đó cái độc tố này không gây ly giải hồng cầu được. Và mình dùng cái thử nghiệm này để mình đi tìm cái kháng thể ASNO trong máu bệnh nhân. Thế thì cái thử nghiệm là gì? Thì mình có hai cái hình thức, hai cái hệ thống, xin lỗi, hai cái hệ thống thử nghiệm. Đầu tiên là mình cho huyết thanh của bệnh nhân, mình trộn cái huyết thanh của bệnh nhân với lại cái kháng nguyên, tức là cái streptolysin, là cái thuốc thử của mình. Thì cái huyết thanh của bệnh nhân này là mình chưa biết là có kháng thể hay không.
Nếu như có kháng thể thì kháng thể nó sẽ trung hòa cái streptolysinol trong cái hệ thống này. Còn nếu trong máu huyết canh, trong máu của bệnh nhân không có kháng thể thì cái streptolysinol trong cái hệ thống thứ nhất này còn nguyên. Rồi. Bây giờ sau khi mình trộn huyết thanh của bệnh nhân với cái streptolysinol, tức là cái kháng nguyên, thì mình sẽ cho cái hồng cầu thỏ vào. Như vậy thì trong trường hợp trong huyết thanh của bệnh nhân có kháng thể thì kháng thể nó đã trung hòa cái streptolysinol, cho nên khi mình cho hồng cầu thỏ vào, hồng cầu thỏ không bị ly giải. Còn trong trường hợp huyết thanh bệnh nhân không có kháng thể thì cái kháng nguyên streptolysinol nó còn nguyên, và khi gặp hồng cầu thỏ thì nó sẽ gây tán huyết. Như vậy thì kết quả của thử nghiệm này là khi không có hiện tượng tăng máu là xét nghiệm dương tính, và điều đó có nghĩa là trong máu bệnh nhân có kháng thể ASNO. Còn nếu như có hiện tượng tăng máu thì là thử nghiệm âm tính, điều đó có nghĩa là trong máu bệnh nhân không có kháng thể ASNO nha. Rồi, chỗ này nắm được không các em? Các em nắm theo kịp chỗ này không? Theo kịp không các em? Đâu mất tiêu ngủ hết rồi. Rồi. Thử nghiệm tiếp theo là thử nghiệm phòng nang. Thì nguyên tắc của thử nghiệm này là gì? Là cái con phế cầu á, cái con pneumococci, nó có một cái lớp vỏ bên ngoài. À, nhớ lại cái bài đại cương vi khuẩn đó. Thì cái con này nó có cái lớp vỏ là một cái lớp nhớt ở bên ngoài vách tế bào. Và cái lớp nhớt này nó chứa yếu tố kháng nguyên, do đó khi gặp kháng thể đặc hiệu nó sẽ phồng to ra, mình gọi là phản ứng phồng nang. À, thế thì cái thử nghiệm này đó, một á, là mình dùng kháng thể thì mình sẽ xác định coi là cái con vi khuẩn này nó có cái nang hay không. Nếu nó có cái nang đặc hiệu như thế thì nó là phế cầu. Ngược lại là để mình tìm, nếu mình tìm kháng thể chống lại phế cầu trong huyết thanh của bệnh nhân thì mình sẽ dùng cái con vi khuẩn là phế cầu rồi mình cho tác dụng với huyết thanh của bệnh nhân. Thì thí dụ như ở đây cô làm cái quyền dịch vi khuẩn ở trên lam, xong rồi cô nhỏ một giọt huyết thanh của bệnh nhân vào, thì nếu trong huyết thanh của bệnh nhân không có kháng thể kháng lại phế cầu thì nó có hình ảnh như thế này. Còn nếu mà trong huyết thanh bệnh nhân có kháng thể thì nó sẽ làm cho cái lớp nhớt ở xung quanh cái tế bào vi khuẩn nó phồng to lên như thế này, gọi là phản ứng phồng nang dương tính. Đây. Đây. Đây là cái phản ứng phồng nang dương tính, còn đây là âm tính. Đây. Đây là cái phản ứng phồng nang dương tính. Đây. Rồi. Thì đó là cô vừa trình bày xong những cái thử nghiệm sinh vật hóa học để mình sắp tới mình sử dụng để định danh các cái nhóm cầu khuẩn. Thôi mình tạm giải lao một chút nha các em. Cái đồng hồ của cô là 9:30, thì mình giải lao khoảng 10 phút. Các em đi uống nước, đi toilet gì đó, rồi 10 phút sau mình quay trở lại học tiếp nha.